À, chào các bạn, mình đang ở ngay chỗ quán cây tre Mắm Bánh Khọt Vũng Tàu ở đường Lương Văn Can. À, để mình xoay camera lại cho quán cây tre. Đây cái đường Lương Văn Can này, cái đường sát chân núi. Đường này cũng đang mở rộng. Số 8 Lương Văn Can. Có bánh bông lan, chuối muối đủ các thứ luôn á. Quán này là lâu năm ở Vũng Tàu luôn. Cái con đường này là thông ra Hoàng Hoa Thám này, với lại thông ra Phan Chu Trinh sát chân núi. Này là chân núi nhỏ nè, đường Phan Chu Trinh sát chân núi nè. Số 8 Lương Văn Can. Rồi mình sẽ vô quán nha. Giới thiệu không gian quán thì ngon. Đây là ông Trần Nhật Tuấn là Thủy. Hai người đang chờ có món rồi. Rồi món tới rồi. Đây các bạn xem nha. Đây là hai cái dĩa đồ ăn rất là ngon. Hai cái dĩa bánh khọt. Dưa đá lò. Nóng hổi. Rồi mở con này, bỏ này. Chị. Rồi đây nè. Anh đâu chị? Okay. Đây là cái món bánh khọt nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ cho một ít rau thơm lên nè. Rồi chúng ta sẽ bỏ một ít bánh khọt lên. Bánh khọt đặc biệt ở đây là ăn nhiều nhưng mà không có ngán nha. Chúng ta bỏ một ít đồ chua. Các bạn có thể cho thẳng vào trong cái cuốn của mình cũng được, không thì chúng ta ăn trung gian ở đây. Rồi giờ mình cuốn lại ha. Chấm vô đây ha. Làm tiếng luôn. Ngon quá. Bánh tráng luôn. Bạn ăn là ủ luôn. Chú sót luôn. Hết rồi, quay nhiều quá. Quay nhiều quá, diễn mệt rồi. Quay nhiều quá, tao chạy nó là lố hay lố. Quay nhiều quá, mà bị sướng á. Nhưng mà lòng tiếng vậy rồi, có bỏ để tiếng.